Rồi là trời, nó ăn tới cái cọng dây này, nó dính vô dây cái cây này luôn trời. Dây nào? Dây này nè, dính vô cái cây luôn. Không, không bị. Thì đúng là chừng nó phải cưa khúc cho nằm đó thôi chứ sao giờ. Ừ.
nhánh nhỏ nhỏ không gì. Quá trời. Cái nhà này không biết cứng còn nó lá đứng lên được không nè. Đứng lên không được là thua luôn. Không được thua luôn. Không được đâu ra được đâu. Đừng có ai lại đây nghe không? Đừng có ai lại đây nghe không? Đi ra đừng đừng. À nó trúng hả? Thank you.
Oh.